Sầm tháng chạp, bốn con sắc này đỏ như son, trùng số độc đắc, tiền bạc ùn ùn kéo đến, tiêu ba đời không hết. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, năm Canh Tý 2020 đã gần về đến chặng cuối cùng của những ngày tháng cuối năm. Ai cũng mong muốn bản thân và gia đình có được nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, phát lộc để đón một năm mới may mắn, sung túc đủ đầy. Và quả thực, cầu được ước thấy, trong số 12 con giáp có được những con giáp vô cùng may mắn. Sau khi xem tử vi của 12 con giáp thì thầy Gia Cát có chỉ ra rằng trong ngày rằm tháng chạp có 4 con giáp được trời ban cho nhiều phước lành. Thời gian này mệnh chủ làm ăn thuận lợi, công việc mưu cầu được hanh thông do các sao cát tinh chiếu mệnh. Hãy xem chương trình ngày hôm nay của kênh Phong thủy Gia Cát để biết được hai con giáp may mắn đó là hai con giáp nào. Hãy nắm bắt thật tốt vận may của mình và tránh xa những điều không may mắn. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Một tuổi Tý, xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Tý, có thể nói rằng trong ngày rằm là thời điểm khá thuận lợi đối với người tuổi Tý. Mọi việc tiến triển suôn sẻ, bản mệnh tạo được mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Tuy nhiên có thể bạn vẫn chưa đạt được đến sự đột phá. Trong công việc, nhị hợp giúp bạn xác định rõ được mục tiêu, phương hướng của mình. Đồng thời, bạn cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể trong giải quyết các công việc. Nhờ vậy mà công việc dù khó khăn cũng dần được tháo gỡ, khắc phục. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bạn ắt sẽ nhận được sự khen thưởng của cấp trên. Đây chính là nguồn động lực giúp bạn kết thúc một năm cũ và có chí hướng phấn đấu hướng tới một năm mới rực rỡ. Đáng lưu ý, thời điểm này nhờ có sao Thái Dương trợ mệnh mà nam mệnh sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi. Công việc tiến triển thuận lợi không có nghĩa là bạn không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Xung quanh bạn vẫn luôn có rất nhiều đối thủ hoặc những kẻ chờ thời cơ để công kích, hạ bệ. Sự bon chen, giành giật là khó tránh khỏi, nhất là đối với những người làm đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, có thể thấy rằng chỉ khi vượt qua được những điều này, bạn mới có thể trưởng thành và phát triển nhanh chóng. Vận trình tài lộc của người tuổi Tý khá đáng kỳ vọng trong thời điểm cuối năm. Đây là lúc bạn gặt hái được thành quả lao động trong suốt một năm trời, nên dư giả cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Đối với người làm đầu tư, kinh doanh, các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến. Đôi bên có thể tin tưởng hợp tác với nhau sâu rộng hơn, tin rằng bạn có thể thu được nguồn lợi càng phong phú hơn trong năm mới. Thiên tài chiếu mệnh còn cho thấy một vài người có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình, ví dụ như xổ số, rút thăm may mắn. Khoản tiền này có thể giúp bạn dư giả mua sắm trong một thời gian ngắn, cũng có thể giúp bạn có được cái vốn để làm giàu sau này. Quan trọng là khi cầm đồng tiền trong tay, bạn cần có kế hoạch chi tiêu, sử dụng sao cho phù hợp. Ngoài ra, người lệnh Long Tuyệt khuyên bạn dù có ham làm giàu thì cũng cần phải biết lượng sức mình, phải biết đâu là điểm dừng. Đừng nên quá tham lam, thậm chí làm giàu phi pháp sẽ vướng vào vòng lao lý. Chuyện làm ăn không tránh khỏi bon chen, giành giật, nhưng không đến mức phải sử dụng thủ đoạn để hãm hại người khác. Trên phương diện tình cảm, nhị hợp phù trợ giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Nhân duyên tốt tạo điều kiện để bạn tìm được những đối tượng triển vọng. Nếu còn độc thân, bạn hãy suy nghĩ cởi mở và tích cực hơn, không cần phải quá đa nghi, tự nhốt mình trong thế giới cô đơn của chính bản thân. Hãy cho người khác cơ hội được quan tâm đến mình.
người đã lập gia đình, trải qua một tháng êm đềm, vợ chồng biết quan tâm, san sẻ nhiều điều với nhau. Trong thời điểm này, người tuổi Tý cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. 2. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu trong ngày rằm tháng chạp sẽ đón ngập tràn may mắn. Bạn có thể đạt được nhiều thành tích trên nhiều phương diện của cuộc sống, xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian dài vừa qua. Dưới sự phù trợ của tam hợp, công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Dù là người làm trên lĩnh vực nào đi chăng nữa thì cũng sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Người đang thi cử, học hành cũng thu được kết quả đáng mừng. Thêm vào đó, mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng giúp bạn thực hiện mọi việc dễ dàng hơn. Dù gặp khó khăn, cũng có nhiều người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Nguyên lệnh trường sinh cũng góp phần thúc đẩy giúp bạn tìm được cơ hội thể hiện tài hoa của mình. Phương diện tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu tích cực, nhất là khi bản mệnh được thực thần chiếu mệnh. Những người kiếm bội thu trong khoảng thời gian này là những người làm nghề tự do. Bạn nhận được khoản tiền lời lãi từ kinh doanh, hợp tác nhiều hơn cả dự tính. Bản mệnh có thể nhận thấy rằng chỉ cần tin tưởng vào bản thân, kiên định với định hướng của mình thì chắc chắn sẽ đạt được thành công đáng mong chờ. Ngũ hành tương sinh cũng là điểm sáng trong tình duyên của người tuổi Dậu. Dù đã lập gia đình, bạn cũng được tận hưởng niềm hạnh phúc thuộc về riêng mình. Người còn độc thân biết được điều mình thực sự mong muốn là gì nên đưa ra được những quyết định chính xác trong chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình biết quý trọng nửa kia, trân trọng từng phút giây ở bên những người thân yêu nhất của mình. Vậy nên để kích hoạt sự nghiệp và tài lộc, hóa giải vận hạn không may mắn thì thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy sử dụng pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình cũng sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. 3. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ là con giáp may mắn hiếm ai sánh bằng trong thời điểm rằm tháng chạp. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn trong suốt một năm vừa qua đã được đền đáp xứng đáng bởi nhiều phương diện của cuộc sống đều có những bước phát triển rất khả quan. Trên phương diện sự nghiệp, tam hợp cho thấy các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi. Dù vướng phải khúc mắc thì cũng thường nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Đây là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, tham gia thi cử và cạnh tranh để thăng quan, tiến chức. Người có chức có quyền cũng thường nhận được sự tôn trọng, nể phục của cấp dưới và mọi người xung quanh, có bước thăng tiến vững vàng. Tử vi còn cho thấy tài lộc cũng có nhiều điểm sáng đáng kể. Bạn gặt hái được những thuận lợi từ nhiều mối làm ăn trước đó nên túi tiền lúc nào cũng dư dả. Ngoài ra, bạn biết nắm bắt cơ hội cuối năm khi nhu cầu mua sắm tăng cao để đầu tư vào đúng chỗ, khiến việc kiếm tiền trở nên trôi chảy hơn. Các mối quan hệ khách hàng, đối tác thân thiết cũng thường xuyên giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng. Hãy là con giáp tự tin, nắm lấy thời cơ. Chuyện tình cảm tiến triển êm đềm với các cặp đôi. Hai người đã dần biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Trải qua những khó khăn, trắc trở, đôi bên càng trở nên kiên định với tình cảm của mình. Bạn và người ấy có thể dẫn đến suy tính những chuyện xa xôi. Tuy nhiên, Bạch Hổ lại cảnh báo những tác động không mong muốn đối với sức khỏe của bạn. Con giáp này dù có đang thuận lợi, thành công đến mấy thì cũng không nên lao động quá sức. Hãy giữ gìn sức khỏe của mình, bởi đó chính là cái vốn quý giá nhất giúp bạn gặt hái được nhiều thành công, không chỉ ở hiện tại mà còn ở tương lai. Để có thể gặp nhiều thuận lợi và may mắn, tuổi Tỵ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét, đồng thời đem lại tài lộc, cát lành, tăng cường vận khí, chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và kinh doanh. 4. Tuổi Hợi. Rằm tháng chạp có thể gọi là dấu mốc gặt hái thành quả của người tuổi Hợi trong thời gian sắp tới.
bạn sẽ đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực khiến nhiều người ngưỡng mộ, chủ yếu là bởi bạn đã cố gắng dựa vào sức của chính mình, còn may mắn chỉ là một trong những yếu tố thúc đẩy. Trên phương diện sự nghiệp, tam hội cho thấy bạn làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi. Các mối quan hệ xã giao xây dựng từ trước đó giúp bạn tiếp cận được với nhiều cơ hội. Đồng thời, nếu có gặp phải khó khăn, bạn cũng không hề đơn độc bởi mọi người luôn sẵn sàng cổ vũ, động viên. Nguyên lệnh lâm thai còn cho thấy bạn đang ôm những khát vọng cao xa, nên nhớ rằng càng cố gắng bao nhiêu, bây giờ càng vất vả bao nhiêu thì tương lai càng được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu. Trên phương diện tài lộc, bạn tỏ ra là một người nhanh nhẹn, hoạt bát, sẵn sàng xông pha để đạt được lợi ích mà mình mong muốn. Nhiều cơ hội phát tài, phát lộc xuất hiện trước mặt bạn và điều mà bạn cần làm chính là nhanh tay nắm bắt lấy thời cơ thuộc về mình. Theo tử vi, thời điểm này có thể bạn sẽ phải bôn ba khá nhiều để chiều lòng khách hàng, nhưng đó là yếu tố cần thiết nếu như bạn muốn làm giàu. Rất tiếc là trên phương diện tình cảm, bản mệnh lại không đón nhận được những tín hiệu tích cực. Có thể là bạn đang quá bận rộn với việc làm giàu nên không có thời gian để quan tâm đến nửa kia hoặc gia đình mình. Chẳng ai có thể hoàn hảo mọi thứ cùng một lúc, song bạn cũng nên sắp xếp thời gian để có thể cân đối mọi việc. Như vậy sẽ tốt hơn với chính bản thân bạn và mọi người xung quanh. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt cho mọi việc, từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.